Cả thế giới sửng sốt và kinh ngạc với người nông dân Việt Nam đưa máy tự chế vươn ra thế giới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tri Thức Việt. Các bạn thân mến, với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, dù chỉ học hết lớp 8, nhưng ông Nguyễn Hồng Trương, chủ cơ sở nghiên cứu, ứng dụng máy nông nghiệp Hồng Trương, thôn Lạc Thạnh, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã nghiên cứu, chế tạo được hàng chục sản phẩm máy ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp. Giải pháp máy rửa, đánh bóng và phân loại rau củ do ông sáng chế đã được vinh danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021. Những chiếc máy này không chỉ giúp người nông dân trong nước nâng cao hiệu suất lao động mà còn xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Ông Trương cho biết, huyện Đơn Dương là vùng chuyên canh rau củ lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng. Khi đến mùa vụ thu hoạch, người nông dân thường đóng sản phẩm chưa qua sơ chế, làm sạch và đưa trực tiếp ra thị trường, nên dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bám trên bề mặt sản phẩm rất cao. Năm 2015, khi nghe một người bạn là chủ một cơ sở thu mua nông sản trên địa bàn huyện Đơn Dương than thở về những khó khăn trong việc thu hoạch và phân loại rau củ, ông đã nảy ra ý tưởng và bắt tay ngay vào nghiên cứu sáng chế máy có thể rửa, đánh bóng và phân loại củ, quả. Sau hơn 4 tuần tự mày mò, nghiên cứu, chiếc máy với đầy đủ công năng như rửa, phân loại, sấy khô lớp nước và đánh bóng rau củ đã được ông Trương sáng chế thành công. Máy bao gồm 7 bộ phận chính được liên kết với nhau, thùng chứa nước, dục khí và chứa nguyên liệu củ, quả được thiết kế hình chữ nhật, làm bằng inox, chứa được khoảng 500 lít nước. Phần đáy có gắn van xả nước và đường ống dẫn khí được cung cấp khí nhờ một motor nén khí 750 uôn. Khi cấp nguyên liệu vào thùng chứa nước với lượng phù hợp, đồng thời khởi động motor để bơm khí, nguyên liệu củ quả nhờ hệ thống sục khí, làm cho các loại thuốc bảo vệ thực vật và các loại bụi bẩn được rửa sạch. Điểm mới trong giải pháp là liên kết các chức năng nêu trên lại với nhau một cách chính xác, đồng bộ. Tốc độ chạy đều và êm, hạn chế tiếng ồn khi sử dụng, có thể hiệu chỉnh nhanh hoặc chậm như mong muốn nhờ vào bộ điều khiển. Cấu trúc của máy cho phép lao động cung cấp 2-3 khay củ, quả khay có trọng lượng 30 kg, phù hợp để máy làm việc một cách nhanh chóng. Đặc biệt loại máy này sử dụng được nhiều loại củ quả có hình tròn như cà chua, chanh dây, khoai tây. Ngoài ra, loại máy này còn cho phép điều chỉnh củ, quả nhanh chậm theo mong muốn với một lượng củ, quả đều nhau. Theo ông Trương, để vận hành chiếc máy này chỉ cần sử dụng khoảng 3-4 lao động là có thể thay thế cho từ 15-20 lao động. Năng suất rửa, đánh bóng, phân loại rau, củ có thể đạt 20-24 tấn mỗi ngày. Rau, củ được rửa và phân loại bằng máy sẽ giảm được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, màng bám trên bề mặt sản phẩm, làm tăng chất lượng, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi an toàn của người tiêu dùng với các sản phẩm nông sản. Với giá thành khoảng hơn 100 triệu đồng, máy rửa, đánh bóng và phân loại rau củ do ông Trương sáng chế đã được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Giải pháp hữu ích này đã góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao, nâng tầm cho nông sản đạt được chất lượng, giúp nông sản có được giá trị cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Không chỉ tự sản xuất máy nông nghiệp phục vụ gia đình và người thân, đến nay, nông dân Nguyễn Hồng Trương, 43 tuổi, ở thôn Lạc Thanh, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng dù mới học hết lớp 8, đã nghiên cứu, chế tạo được 15 loại sản phẩm, đưa ra thị trường nhiều nước trên thế giới. Mới đây, ngày 11 tháng 12, anh được vinh danh trong lễ tôn vinh 53 nhà khoa học của nhà nông, lần đầu tiên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức nhằm ghi nhận, đánh giá và biểu dương những trí thức, nhà khoa học có cống hiến xuất sắc trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Xuất thân từ gia đình thần nông ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Hưng nay là Hải Dương, anh Trương theo gia đình vào huyện Đơn Dương, vựa rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng lập nghiệp từ thập niên 80 của thế kỷ 20. Do cuộc sống khó khăn, hàng ngày phải theo bố mẹ ra đồng canh tác nông nghiệp, anh đã trăn trở rất nhiều vì việc làm sao để giải phóng được sức lao động khi người nông dân chỉ biết làm thủ công, năng suất không cao. Anh kể, là con nhà nông, hàng ngày, tôi đã chứng kiến cảnh người nông dân và người thân vất vả phun thuốc trừ sâu bằng công cụ thô sơ, tốn nhiều thời gian và nặng nhọc. Trăn trở đó khiến tôi nghiên cứu, chế tạo cần phun thuốc trừ sâu hiệu suất cao vào năm 2004. Cần phun này mỗi giờ phun được 8.000-10.000 m² các loại rau thương phẩm, thay thế từ 4-6 lao động, lại giảm được sự độc hại cho người lao động do ảnh hưởng của hóa chất. Sau thành công đầu tiên này, năm 2007, anh Nguyễn Hồng Trương dùng số tiền hơn 7 triệu đồng tích lũy được để mua sắt, thép về nhà nghiên cứu và chế tạo thành công máy gieo hạt chân không. Đây là sản phẩm đầu tay nhưng rất hữu ích cho các nhà nông khi làm vườn ươm công nghệ cao. Từ niềm đam mê và thành công bước đầu, năm 2008, Nguyễn Hồng Trương vay bạn bè và được sự hỗ trợ của Hội Nông dân địa phương đã mạnh dạn mở cơ sở nghiên cứu ứng dụng máy nông nghiệp Hồng Trương do anh làm chủ.
Các sản phẩm công nghệ phục vụ nông nghiệp của anh Trương lần lượt ra đời như máy gieo hạt chân không, máy đóng đất vào chậu tự động, máy vắt nước cho rau, cần phun thuốc trừ sâu hiệu suất cao, máy đóng bầu đất vào vỉ xốp, máy xay đất bùn kết hợp băng tải, máy đóng đất vào túi ni lông tự động, máy sàng đất mùn, giải pháp trồng rau sạch công nghệ cao, bộ lấy cây từ vỉ xốp, máy rửa đánh bóng và phân loại củ quả, máy rửa, đánh bóng củ, quả đa năng. Những sáng chế của anh Trương được nhiều doanh nghiệp Malaysia ưa chuộng và đặt mua. Năm 2012, nhà nông sáng chế Nguyễn Hồng Trương với trình độ văn hóa mới học hết lớp 8/12 đã trở thành một kỹ sư chân đất, xuất ngoại ký kết sản xuất máy nông nghiệp với những đối tác ở các nước Đông Á. Đến năm 2017, trong vòng 2 tuần, Nguyễn Hồng Trương đã cải tiến và thiết kế ra mẫu máy gieo hạt chân không tự động mới có công suất lớn hơn với hệ thống 6-1 tự động. Sản phẩm của anh đã được bán rộng rãi trong toàn quốc và xuất đi Trung Quốc, Lào, Campuchia, đặc biệt tiêu thụ nhiều ở Malaysia. Loại máy này đạt được tỷ lệ chính xác cao, không rơi vãi hạt, bình quân mỗi giờ gieo được gần 27.000 hạt giống, được người sử dụng đánh giá rất cao. Mỗi chiếc máy gieo hạt này có thể thay thế cho từ 10 đến 12 lao động nhưng lượng điện chỉ tiêu tốn 0,5 kWh, lợi ích đem lại cho người nông dân rất lớn. Đặc biệt, chiếc máy gieo hạt 6-1 tự động model học 020 ra đời do đó còn có thể thay thế 18-20 nhân công và cơ sở của anh đang sản xuất đại trà loại máy này. Anh Nguyễn Hồng Trương cho biết trước kia, anh đã từng chế tạo máy nông nghiệp nhưng là riêng lẻ cho từng công việc nên rất cồng kềnh và chi phí cao. Xuất phát từ suy nghĩ làm sao để người nông dân có chiếc máy gọn nhẹ lại nhiều công năng, anh đã cho ra đời chiếc máy này. Giảm được chi phí trả thù lao cho nhân công làm thủ công nên chỉ khoảng 4 tháng, người sử dụng máy sẽ thu hồi được vốn. Sản phẩm của anh hiện tiêu thụ rộng rãi trong toàn quốc từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Đắk Nông, Bình Thuận cho đến các tỉnh đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Hà Nội. Ông Trần Đình Vân trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng cho biết gia đình ông đã 5 năm nay mua và sử dụng loại máy này để canh tác hơn 3 hectare rau màu. Đây là thiết bị nông nghiệp đạt hiệu quả cao, giá thành phù hợp, giảm được nhiều nhân công lao động và chi phí sản xuất. Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Tường Vi đánh giá máy móc của anh Nguyễn Hồng Trương rất phù hợp với người nông dân. Tuy nhiên, với trình độ đến lớp 8, việc đăng ký bản quyền, bản vẽ còn gặp nhiều khó khăn. Tương lai, anh Trương nên tham gia các lớp học để nâng cao kinh nghiệm và phát huy tính sáng tạo tốt hơn. Hiện nay, nhà khoa học nông dân Nguyễn Hồng Trương đã mở rộng xưởng cơ khí quy mô hơn 1.000 m2 ở thôn Lạc Thạnh, xã Lạc Lâm Đơn Dương với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ đồng. Đây là khoản tiền thu được sau hơn 4 năm cơ sở bán máy tự chế ra thị trường trong và ngoài nước, trong đó riêng tại thị trường Malaysia. Anh Trương đã xuất khẩu trực tiếp 15 chiếc máy nông nghiệp tự chế gồm máy gieo hạt, máy đóng đất vô vỉ xốp, máy đóng đất vô chậu. Từ những đóng góp cho nền nông nghiệp, nhà khoa học chân đất Nguyễn Hồng Trương đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Năm 2017, chủ cơ sở sản xuất nông cụ Hồng Trương đã được trao tặng huân chương lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, chế tạo máy phục vụ sản xuất máy nông nghiệp công nghệ cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá và ghi nhận về những thành quả của người nông dân làm được, ông Phạm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đối với điều kiện khó khăn ở địa phương như huyện Đơn Dương, một người nông dân như anh Trương đã nỗ lực và sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới phục vụ ngành nông nghiệp là rất đáng ghi nhận. Vì vậy, những sản phẩm của anh được thị trường đón nhận và nhận nhiều giải thưởng danh giá là điều xứng đáng. Trên, xuất thân từ gia đình thuần nông ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Hưng nay là Hải Dương, anh Trương theo gia đình vào huyện Đơn Dương là vựa rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng lập nghiệp từ những năm 1980. Do cuộc sống khó khăn, hàng ngày phải theo bố mẹ ra đồng canh tác nông nghiệp, anh đã trăn trở rất nhiều vì việc làm sao để giải phóng được sức lao động khi người nông dân chỉ biết làm thủ công, năng suất không cao. Anh kể, xuất phát từ con nhà nông, hàng ngày tôi đã chứng kiến cảnh người nông dân và người thân vất vả phun thuốc trừ sâu bằng công cụ thô sơ tốn nhiều thời gian và nặng nhọc. Trăn trở đó khiến tôi đã nghiên cứu, chế tạo cần phun thuốc trừ sâu hiệu suất cao vào năm 2004. Cần phun này mỗi giờ phun được 8.000-10.000 m2 các loại rau thương phẩm, thay thế từ 4 đến 6 lao động, lại giảm được sự độc hại cho người lao động do ảnh hưởng của hóa chất. Sau thành công đầu tiên này, năm 2007, anh Nguyễn Hồng Trương dùng số tiền hơn 7 triệu đồng tích lũy được để mua sắt, thép về nhà nghiên cứu và chế tạo thành công máy gieo hạt chân không. Đây là sản phẩm đầu tay nhưng rất hữu ích cho các nhà nông khi làm vườn ươm công nghệ cao. Từ niềm đam mê và thành công bước đầu, năm 2008,
Nguyễn Hồng Trương vay bạn bè và được sự hỗ trợ của hội nông dân địa phương đã mạnh dạn mở cơ sở nghiên cứu ứng dụng máy nông nghiệp Hồng Trương do anh làm chủ. Các sản phẩm công nghệ phục vụ nông nghiệp của anh Trương lần lượt ra đời như máy gieo hạt chân không, máy đóng đất vào chậu tự động, máy vắt nước cho rau, cần phun thuốc trừ sâu hiệu suất cao, máy đóng bầu đất vào vỉ xốp, máy xay đất bùn, máy xay đất bùn kết hợp băng tải, máy đóng đất vào túi ni lông tự động, máy sàng đất mùn, giải pháp trồng rau sạch công nghệ cao, bộ lấy cây từ vỉ xốp, máy rửa đánh bóng và phân loại củ quả, máy rửa, đánh bóng củ, quả đa năng. Những sáng chế của anh Trương được nhiều doanh nghiệp Malaysia ưa chuộng và đặt mua. Năm 2012, nhà nông sáng chế Nguyễn Hồng Trương với trình độ văn hóa mới học hết lớp 8/12 đã trở thành một kỹ sư chân đất, xuất ngoại ký kết sản xuất máy nông nghiệp với những đối tác ở các nước Đông Á. Đến năm 2017, trong vòng 2 tuần, Nguyễn Hồng Trương đã cải tiến và thiết kế ra mẫu máy gieo hạt chân không tự động mới có công suất lớn hơn với hệ thống 6-1 tự động. Sản phẩm của anh đã được bán rộng rãi trong toàn quốc và xuất đi Trung Quốc, Lào, Campuchia, đặc biệt tiêu thụ nhiều ở Malaysia. Loại máy này đạt được tỷ lệ chính xác cao, không rơi vãi hạt, bình quân mỗi giờ gieo được gần 27.000 hạt giống, được người sử dụng đánh giá rất cao. Mỗi chiếc máy gieo hạt này có thể thay thế cho từ 10 đến 12 lao động nhưng lượng điện chỉ tiêu tốn 0,5 kWh, lợi ích đem lại cho người nông dân rất lớn. Đặc biệt, chiếc máy gieo hạt 6-1 tự động model học 020 ra đời do đó còn có thể thay thế 18-20 nhân công và cơ sở của anh đang sản xuất đại trà loại máy này. Anh Nguyễn Hồng Trương cho biết, trước kia anh đã từng chế tạo máy nông nghiệp nhưng là riêng lẻ cho từng công việc nên rất cồng kềnh và chi phí cao. Xuất phát từ suy nghĩ làm sao để người nông dân có chiếc máy gọn nhẹ lại nhiều công năng, anh đã cho ra đời chiếc máy này. Giảm được chi phí trả thù lao cho nhân công làm thủ công nên chỉ khoảng 4 tháng, người sử dụng máy sẽ thu hồi được vốn. Sản phẩm của anh hiện tiêu thụ rộng rãi trong toàn quốc, từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Đắk Nông, Bình Thuận cho đến các tỉnh đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Hà Nội. Sau 10 năm tự nghiên cứu sáng chế, anh Nguyễn Hồng Trương với trình độ văn hóa lớp 8/12 đã chế tạo thành công 15 hệ thống máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần giúp bà con nông dân Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói chung tăng vượt trội năng suất lao động và lợi nhuận trên từng đơn vị diện tích đất của mình. Đồng thời xuất khẩu đạt giá trị cao sang các thị trường Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Lào, Campuchia. Các khán giả của Tri Thức Việt có suy nghĩ như thế nào về những con người Việt Nam tài ba và giỏi giang? Hãy bình luận xuống phía dưới nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!